Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, năm 1963, một bước ngoặt chuyển đổi từ đệ nhất Cộng Hòa sang một giai đoạn khác. Mời quý vị theo dõi suy nghĩ và ấn tượng của một thanh niên trẻ về Tổng thống Ngô Đình Diệm, về thời thế, tình cảnh của đất nước và về sự can thiệp của Mỹ. Nhìn về một giai đoạn khác, Linh Mục Nguyễn Hiểu Lễ đã kể lại cảnh của ông phải trực diện, chọn lựa giữa sự thật và mạng sống. Trước những yếu đuối của bản thân, ông đã làm cách nào để có sự bình tâm khi phải chọn lựa giữa sự vững chãi của niềm tin và những hoảng loạn của sợ hãi? Qua phần 11 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện sau đây. Bây giờ mình trở lại một tí xíu. Khi mà cha sinh năm 43, tức là năm 63 là cha 20 tuổi. Vâng, 20 tuổi. Năm 63 tức là năm ông Diệm đổ. Đúng. Vâng. Thì cái cảm tưởng của cha lúc đó? Tôi chứng kiến tận mắt từng chi tiết một mà. Tôi vô đảng Sài Gòn 2 tháng. Tôi vô tháng 8 và tháng 11 là đảo chánh. Đảo chánh. Tôi là người chứng kiến cảnh đầu tiên là buổi trưa đứng lên thấy bên cái trại Bạch Đằng ra thì người ta leo rào qua, có người cởi quần phục bỏ chạy. Thì chưa biết là cái gì, nhưng mà tôi biết đó là có biến đoạn. Nhưng trước đó thì tình hình chính trị thì chỗ đó sôi động lắm rồi. Sinh viên biểu tình Phật giáo xuống đường nó nhiều lắm rồi. Thì chúng tôi vô nhà nguyện đọc kinh thì súng bắn rầm rầm tôi xuống hầm mà trốn. Thì cái cảm giác đầu tiên của tôi đó, là tôi cầu nguyện cho Tổng thống được bình yên. Phải nói rằng tôi có sự kính trọng ông Tổng thống Ngô Đình Diệm. Dĩ nhiên là một phần cũng là do tình cảm cá nhân. Một phần tôi nghĩ rằng thời gian lúc đó chưa không có ai tốt bằng ông Ngô Đình Diệm để đứng trong vị trí của Tổng thống. Sau này thì anh biết có người binh người bỏ chuyện đó thì tôi nói để cho lịch sử tất cả những phân phê phán gì để cho lịch sử có nói cuối cùng. Mình nói hơi sống. Cái nhân tôi hỏi là tôi rất là ngưỡng mộ, kính trọng Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và tới đêm đó, đêm mùng 2 tháng 11 đó, tức là ngày mai này nè, tôi cầu nguyện cho ông Tổng thống rất là nhiều. Nhưng buổi sáng ngày mùng 3 thì thấy cái tờ báo, tôi nhớ là báo Trắng Đen đăng hình ông Ngô Đình Diệm ở cái chậu đã để đầu hướng máu, mặc áo dài đen, thì đề câu là anh em Diệm Du đã tự sát. Tôi không tin. Cho nên á, cái đó nó effect rất là mạnh trong lòng tôi. Cái sự thay đổi cái chế độ lúc đó tôi cho nó là một cái sự mình bị như một cái nắm bột trong tay những cái thế lực ngoại bang nó nặng hình gì mình phải dịu lấy. Thì thiệt sự ra thì cái cuộc đảo chánh đó nó đâu có phải là do các tướng lãnh Việt Nam mình chủ mưu đâu. Có thể họ là tay chân thì có, chứ không ai đủ một cái tầm vóc hay đủ cái trí khôn, đủ bản lĩnh để đứng làm một đảo chánh. Không có, ai cũng hiểu rằng ở đây là một thế lực sau lưng. Thì có lực tôi là bây giờ đó là người Mỹ. Thành ra cái dịp đó làm cho dân tộc mình nó bị trao đảo. Thì sau đảo chánh Diệm rồi là đã từ thất bại này tới thất bại khác cho đến ngày Cộng sản vô miền Nam. Điều này đó, nếu mà ai có coi lại cuốn sách Tôi Phải Sống Của Tôi đó, tôi biết rất là rõ vô cùng khủng hoảng uy quyền, thấy chưa? Rồi khủng hoảng về niềm tin đó, tôi nói rất là rõ không đó. Và tôi phân tích tại sao Ngô Đình Diệm bị chết đó kia. Có nhiều người thì nói này kia, tôi cho rằng ông Ngô Đình Diệm bị chết vì cái uy danh của ông. Bởi vì những người đầy tớ của ông á, bây giờ lại đứng lên làm quan tòa. Có ai mà chịu đựng nổi cảnh mà ông Ngô Đình Diệm bước vô, anh ngồi trước mặt Ngô Đình Diệm ngày qua đây đó, mới qua thôi. Đứng trước mặt ông Diệm, ông phải gọi là bằng cụ, xưng mình là con. Và ai cũng biết là trong số tướng lãnh đạo chánh đó đó, tất cả binh quyền, quyền lực, tất cả đều do chính ông Ngô Đình Diệm ban tặng cho anh. Rồi bây giờ anh gọi ông Diệm bằng cái gì đây? Ngày hôm qua đó anh đứng trước mặt ông Diệm, anh đi phải đi lui. Bữa nay không lẽ bây giờ ông Ngô Đình Diệm dẫn về đó,
Từ nhà thờ cha ta biết gì anh gọi không? Anh Diệm mà mày phản quốc à? Anh dám coi tới đó không? Dám kêu tới đó không? Ngày hôm qua nó còn gọi bằng cụ, xưng là con. Bây giờ ông tướng mày Hữu Xuân đưa ông Ngô Đình Diệm về trong tờ cha tam về, về tổng tham mưu, hỏi những ông chủ mưu đó dám gọi ông Diệm bằng anh là thằng phản quốc, có dám nói không? Không dám nói. Cho nên theo tôi suy luận đó, cách tốt nhất mà các người tôi phản chúa đó, tớ phản thầy đó, phải thi hành là phải giết chết ông Diệm, không còn giải pháp nào khác nữa. Đó là theo cái luận của tôi. Nơi sau đó nó kinh khủng lắm anh ơi, kinh khủng lắm, là như một cái sự rối loạn cả một cái nước, sao nó rối loạn. Thứ nhất là khủng hoảng quy quyền. Cái quy quyền là cái giường mối để giữ một quốc gia, cái quy quyền. Nếu không quy quyền thì không nói gì hết. Khi mà ông Ngô Đình Diệm bị sập đổ rồi đó, thì những gương mặt phía trong này nhảy lên, không có gương mặt nào đủ cái tầm vóc hay là đủ cái uy tín để mà lấp đầy chỗ đó làm cho đất nước mình nó xáo trộn. Anh biết lúc đó đó sở dĩ miền Nam mình không mất sớm hơn đó là bởi vì yếu tố này là nhờ vào quân lực bị Đông Cộng Hòa. Tôi phải nói đây, tôi ca ngợi quân lực Đông Cộng Hòa chiến đấu rất anh dũng. Tôi thật lịch sử phải ghi nhận điểm đó mới được. Đừng ai nói Việt Nam dở, Việt Nam không phải đâu. Nói thế là không đúng, là bất công. Quân lực Đông Hòa là quân, là một nhóm quân đội rất là vững vàng, chiến đấu anh dũng. Nhưng mà đằng sau lưng họ thì là những cái sự bé không có. Thứ nhất là họ nhìn thấy cái lối lãnh đạo thì nó lại tham nhũng rồi, mua quan bán chức rồi, lính ma, lính thiện, rồi cái phong trào. Có những người phong trào nhảy ra với phong trào của cha Trần Quốc Thanh này đó, rồi tố cáo tham nhũng này nọ, thành ra chuyện đó. Như tôi cho rằng các ngài đó hành động theo cái thời cuộc thôi. Các ngài chưa hiểu được cái quả lớn nhất của Việt Nam mình là cái gì. Nó không phải là những cuộc tham nhũng này nhũng nọ, nhất là cái chế độ nhuộm đỏ cả dân tộc mình xuống địa ngục đó. Cho nên ghê lắm anh ơi, ghê lắm. Tôi chứng kiến từ đầu tới cuối. Và khi linh mục ra rồi đó thì tôi đã đụng chạm tới cái chính quyền địa phương. Anh hỏi tôi trong kinh thánh có gì mà yếu để cho tôi để mà dựa vào đó để tôi chiến đấu không? Có. Chúa nói trong kinh thánh có câu rằng cha sai con đi rao giảng tin mừng, thấy không? Cứu những người cùng khổ, đem bình an cho những kẻ thiếu thốn và đem hy vọng cho những kẻ tuyệt vọng. Đó là câu kinh thánh mà tôi dùng để tôi thi hành. Và tôi biết có thể tôi sẽ bị chết, có sẽ bị chết, bị hại. Nhưng mà đó là cái lý tưởng. Cho nên khi tôi mới là một anh biết đụng chạm nhiều lắm. Đụng chạm nhiều lắm anh ơi. Đụng chạm nhiều lắm. Nhưng mà cái đụng chạm đó đối với tôi bây giờ nó chỉ là một một chuyện nhỏ xíu trong cái đau khổ về sau này của Việt Nam mình về sau trong cái chế độ cộng sản. Gọi là một vài cái quan chức nó thâm quyền, nó nhiễu loạn, nó hãm hiếp đàn bà con gái, nó bất công, cái chuyện đó thì nó có. Phải nói là nó có bởi tôi đụng chạm mà. Nhưng mình không sánh cái gì được với cả một dân tộc mà bị chế độ nó dùi xuống nút để nó hình thành mình. Đã gọi là một trạm súc vật. Đó là cái điều mà đau khổ vô cùng mà chúng ta đang chịu. Vâng, tôi chiến đấu ngay từ khi tôi mới ra trường. Tôi chiến đấu khi tôi làm linh mục dưới chế độ cộng sản. Và đặc biệt là tôi chiến đấu ngay khi tôi ngồi trong tù cộng sản. Trong tù cộng sản. Và nếu anh hỏi tôi lấy câu kinh thánh cho đời tôi luôn đó. Ngài nói đứng trước mặt 400 tù nhân trong trại Nam Hà, đa số người Công giáo. Lúc đó năm 1976, 77, tôi 32, 33 tuổi thôi. Thì cán bộ về cộng đi về tập khai báo, nó bắt tôi lên trình bày. Anh có yên tâm cải tạo không? Và cho biết điều tại sao. Anh biết cái câu đó. Câu đó là câu kinh thánh trong thù. Câu kinh thánh. Cái bọn cán bộ này lưu manh lắm anh này. Nó gì cộng lưu manh lắm.
nó hành hạ mình như con chó gì đó, giết chết mình không thứ, mà nó bắt mình phải nói yên tâm cải tạo. Anh có nói được không? Mà ai nấy muốn được sống là phải nói. Nó trật nó bắn chết mẹ đi, hoặc nó đài cho mày chết. Thì anh biết thì tôi là con người, đâu phải tôi là thần thánh gì. Đêm đó tôi run sợ lắm anh ơi. Bởi ngày mai nó kêu tôi lên đứng trước mặt người phải nói câu đó: anh có yên tâm cải tạo không? Sống và chết nằm ở chữ yes or no thôi. Nếu tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện, thì tôi nhớ lại câu Kinh Thánh. Tôi luôn sống Kinh Thánh chứ tôi không có thuộc Kinh Thánh thật này. Tôi sống Kinh Thánh. Thánh Phêrô đó, khi bị bắt giải trước hội đồng La Mã để mà gì, hội đồng Do Thái để mà nói về vấn đề giáo lý Công giáo đó, thì Thánh Phêrô trả lời câu này: phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người. Tôi thuộc câu đó mà tôi sống qua đó. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người.